Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện quyển trung. Danh hiệu của địa ngục phẩm thứ năm. Lúc đó một Phổ Hiền hỏi, lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin ngài vì trời, rồng, bát bộ và tất cả những chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là nơi chỗ thọ báo của những chúng sanh trong cõi ta bà cùng diêm phù đề này, và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ về những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương oai lực của Đức Phật cùng oai thần của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo, danh hiệu của địa ngục. Thưa nhân giả, có một dãy núi tên là Thiết Vi, dãy núi đó tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Thiết Thiết Giáp, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Xa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tỏa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiên Cước, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng, lại có địa ngục tên là Trấn Luận, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Những địa ngục, thưa nhân giả, những địa ngục trong núi Thiết Vi như thế số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Bạc Thiệt, địa ngục Phẫn Níu, địa ngục Đồng Tỏa, địa ngục Hỏa Tượng, địa ngục Hỏa Cẩu, địa ngục Hỏa Mã, địa ngục Hỏa Ngưu, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàng, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ưng, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bát Bì, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đảo Thích, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hỏa Lan. Những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, nhận đến số trăm nghìn, danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó đều là do những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những việc ác mà chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Địa ngục nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu giường biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế nên chúng sanh chớ khinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dầu đến mãi muốn đều phải chịu lấy, chí thân như cha với con. Mỗi người đều phải theo nghiệp của mình mà đi khác đường, dầu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương
oai lực của Đức Phật, mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục trong mong nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hạnh ác ở đời sau này nghe lời dạy của nhân giả mà quy hướng về giáo pháp của Phật, tội báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, những sự tội báo trong chúng địa ngục như vậy. Hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cài trên đó. Hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỷ dạ xoa ăn. Hoặc có địa ngục vạc dầu sôi sùng sục nấu thân người tội. Hoặc có địa ngục đốt cục đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy. Hoặc có địa ngục từng bựng lửa lớn bay tấp vào mình người tội. Hoặc có địa ngục toàn cả thùng là băng giá. Hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ bẩn tiểu. Hoặc có địa ngục lao gai trong sắt. Hoặc có địa ngục đâm nhiều giá lửa. Hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng. Hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay. Hoặc có địa ngục cho rắn sắt cuốn cắn. Hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt. Hoặc có địa ngục đóng ách lừa sắt. Nhân giả, những quả báo như thế trong mỗi mỗi ngục có đều có trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này đều do hạnh nghiệp quấy ác của chúng sanh mà tạo ra. Nếu tôi thuộc cả về những việc ở trong địa ngục, thời trong mỗi ngục đều có trăm nghìn sự khổ sở. Nay tôi nương sức oai thần của Đức Phật và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ cả thời cùng kiếp nói cũng không hết. Phẩm thứ sáu, Như Lai Tán Thán. Phật phóng quang dặn bảo. Lúc đó Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp trăm nghìn muôn ức hằng hà sa cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp cõi nước của chư Phật rằng: Tất cả hàng đại Bồ Tát về trời, rồng, quỷ thần, vân 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 vân, lắng nghe, hôm nay ta tuyên bày những sự của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ở trong mười phương thế giới hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh. Sau khi ta diệt độ thời hàng đại sĩ các ông cùng với các chúng trời rồng, quỷ thần, vân vân, nên đem nhiều phương trước để giữ gìn kinh này, làm cho tất cả chúng sanh rời khỏi các sự khổ mà chứng cảnh vui niết bàn. Phổ Quản thưa thỉnh, nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quản, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Nay
Con nghe Đức Thế Tôn ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức oai thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế. Trong mong Đức Như Lai lại vì những chúng sanh trong đời mạt pháp sau này mà nói những sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm cho những chúng sanh trong thời sau này nghe lời của Đức Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Cổ Quảng Bồ Tát cùng trong tứ chúng rằng: lắng nghe, ta sẽ vì các ông nói lược về những sự lợi ích của Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho người cùng trời. Ngài Cổ Quảng bạch Phật rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe. Phật dạy sự lợi ích. Đức Phật bảo Ngài Cổ Quảng Bồ Tát rằng: Trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Cổ Quảng, nếu có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào hoặc họa vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời Đao Lợi 100 lần, không còn bị sa đọa vào ác đạo nữa. Ví dầu ngày kia phước trời đã hết mà sanh xuống chốn nhân gian, cũng vẫn còn làm vị đế vương không hề mất sự lợi lớn khỏi nữ thân. Như có người nữ nào nhàm chán thân nữ mà cúng dường hình tượng cùng tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát, mà cúng dường rồi họa vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát bằng đất, đá, keo, sơn, đồng, sắt, vân vân. Ngày ngày thường đem hoa, hương, đồ ăn, đồ uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báu, vân vân, cúng dường như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mãn thân gái hiện tại, thời đến trăm nghìn muôn ức kiếp còn không sanh vào cõi nước có người nữ, huống nữa là thọ thân gái, trừ khi vì lòng từ phát nguyện rộng lớn thọ thân gái để độ chúng sanh. Nương công đức cúng dường Địa Tạng Bồ Tát đó, chẳng còn họ thân người nữ lại nữa, thân xinh đẹp lại nữa. Này Cổ Quảng Bồ Tát, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí, nhiều bệnh tật, đến trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ, chừng khoảng một bữa ăn, người đó trong nghìn vạn kiếp thọ thọ sanh được thân tướng mạo xinh đẹp, không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm thân gái, thời trong trăm nghìn muôn ức đời thường làm con gái nhà vua hoặc dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trượng giả, tướng mạo đoan trang xinh đẹp, do vì có lòng chí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà được sự lợi ích như thế. Khỏi nô lệ lại về nữa. Này Cổ Quảng, như có người thiện nam thiện nữ nào có thể đối trước hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát
Mà rồi các thứ kỹ nhạc, ngâm ca khen ngợi, dâng hoa cúng dường, cho đến khuyến hóa một người hay nhiều người. Thường được thường dùng hương hoa, đồ ăn, vật báo cúng dường thờ về người thiện nam hay thiện nữ đó. Ở trong đời sau thường được 100.000 vị quỷ thần theo hộ vệ, không cho những việc hung dữ đến tay người đó. Huống nữa là để cho người đó phải chịu các tai vạ bất ngờ, khinh chê mất tội. Lại nữa, này Phổ Quản Bồ Tát, trong đời sau như có người ác cùng ác thần ác quỷ nào gặp người thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, ngợi khen hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sanh khinh chê là không có công đức, cùng không có sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười, hay chê sau lưng, hoặc chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê, cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niệm. Thời những kẻ như thế, đến sau khi 1.000 đức Phật trong hiền kiếp diệt độ cả, bởi bị tội báo khinh chê nên còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội khổ rất nặng. Qua khỏi hiền kiếp này, qua khỏi hiền kiếp này mới thọ thân ngạ quỷ, rồi mãi đến 1.000 kiếp sau mới thọ thân súc sanh, lại phải trải qua đến 1.000 kiếp nữa mới đặng sanh làm người. Giàu làm người nhưng ở vào hạng bần cùng, hèn hạ tật quyền, hiếu hiếu sức, thường bị các nghiệp ác ràng buộc nơi thân, không bao lâu phải sa đọa vào ác đạo nữa. Này Phổ Quản, khinh chê người khác cúng dường mà còn mắc phải tội báo xấu khổ như thế, huống nữa là tự sinh ác kiến mà khinh chê phá diệt tiêu tội chướng. Lại nữa, này Phổ Quản Bồ Tát, trong đời sau nếu có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối cầu sống hay muốn chết cũng đều không được, hoặc trong giấc chiêm bao thấy quỷ dữ, cho đến quỷ thần trong nhà, hoặc chiêm bao thấy quỷ dữ, hoặc thấy các hạng quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến nỗi thành bệnh lao bệnh bại, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ. Đây đều bị nơi nghiệp đạo luận đối, không chưa, chưa luận được là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ phải nên đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng mà đọc kinh này một biến, hoặc lấy những món vật riêng của người bệnh thường ưa tiếc như y phục, vật báo, nhà cửa, ruộng vườn, đối trước người bệnh cất tiếng lớn mà xướng rằng: chúng tôi tên đó họ đó nay vì người bệnh này, đối trước kinh tượng đem của vật này hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc họa hình tượng của Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng đồ của thường trụ, xướng lên như lại như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tán đến hơi thở để dứt thời, hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, 3 ngày cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng xướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mạng chung, thời
dầu cho có tội nặng nhẫn đến năm tội lớn vô sáng đều được thoát khỏi hẳn. Họ sanh vào đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước. Nếu lại có người thiện nam, người thiện nữ nào biên chép kinh này, hoặc tự mình biên chép, hoặc bảo người khác biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng Bồ Tát, cho đến bảo người khác đắp vẽ, người đó đặng khi thọ quả báo đặng nhiều lợi lớn. Này Phổ Quảng Bồ Tát, vì thế nên nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm ngợi khen kinh này, hoặc có lòng cung kính đối với kinh, thời ông nên dùng trăm nghìn phương trước khuyến hóa người đó phát lòng siêng năng, chớ đừng thối thất. Thời có thể được trăm nghìn muôn ức công đức ở đời hiện tại cùng vị lai siêu độ vong linh. Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, như những chúng sanh đời sau, hoặc trong giấc ngủ, hoặc trong chiêm bao, thấy các hạng quỷ thần nhẫn đến các hình lạ, hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt, đó đều là vì hoặc cha mẹ, hoặc quyến thuộc, hoặc con em trong một đời, hoặc nhiều đời, hay trăm đời, nghìn đời, về thuở quá khứ bị đọa lạc vào ác đạo, chưa được ra khỏi, không biết trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ não, nên mới về mách bảo với người có tình cốt nhục trong đời trước, cầu mong làm phương tiện gì để được thoát khỏi chốn ác đạo. Này Phổ Quảng, ông nên dùng sức oai thần để khuyến hóa người hàng quyến thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, chí tâm mà tụng kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến hoặc đến 7 biến. Như vậy, kẻ quyến thuộc đương mắc trong ác đạo kia, khi tiếng tụng kinh đủ số biến sẽ đặng giải thoát, cho đến trong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa. Hỏi nô lệ, lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau này như có những người hạng hạ tiện, hoặc tớ trai, hoặc tớ gái, nhẫn đến những kẻ không được quyền tự do, biết mà biết rằng là do tội nghiệp đời trước nên sám hối đó, thời nên chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, rồi trong 7 ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. Những người trên đó sau khi mãn báo thân hạ tiện ở hiện đời, trong nghìn muôn đời về sau, thường được sanh làm bậc tôn quý, trọn không còn đọa vào ba đường ác khổ nữa. Sinh con dễ nuôi. Lại vậy nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, về trong thuở sau này, nơi cõi Diêm Phù Đề, trong hàng sát đế lợi, bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, tất cả các hạng người và những dân tộc dòng họ khác, như có người phụ nữ sanh đẻ, hoặc con trai, hoặc con gái, trong 7 ngày sớm vì đứa trẻ mới sanh ra đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, lại vì đứa trẻ đó mà niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. Được vậy, thời đứa trẻ hoặc trai hay là gái mới sanh ra nó, nếu đời trước nó có gây lấy tội và chi, thời sẽ đặng thoát khỏi. Nó sẽ an ổn, vui vẻ, dễ nuôi, lại thêm được sống lâu. Còn như nó là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thời
đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. Ngài thập trai tụng kinh được phước. Lại vậy nữa, này Phổ Quản, trong mỗi tháng, những ngày mùng 1, mùng 8, 14, rằm 18, 23, 24, 28, 29, 30, 10 ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ. Tất cả cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì là chẳng phải tội. Muốn nữa là những kẻ buông lung, giết hại, trộm cắp, tà dâm, trăm điều tội lỗi, vọng ngữ, trăm điều tội lỗi. Về đời sau, nếu có chúng sanh nào trong 10 ngày trai kể trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật, Bồ Tát, chư Hiền Thánh mà đọc tụng kinh này một biến, thời chung quanh chỗ người đó ở, bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, 100 giờ tuần không có xảy ra các việc tai nạn, còn chính nhà của người đó ở, tất cả mọi người, hoặc già hoặc trẻ, về hiện tại và vị lai, đến 100.000 năm, xa khỏi hẳn các ác đạo. Trong 10 ngày trai trên đây, nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này, thời trong đời hiện tại, hay làm cho người trong nhà không mắc các thứ bệnh tật, đồ ăn mặc dư dật. Này Phổ Quản, vì thế nên biết rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết 100.000 muôn ức sự oai thần như thế, lợi ích cho chúng sanh như thế. Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với ngài Địa Tạng Đại Sĩ. Những chúng sanh đó hoặc được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, rồi hoặc nghe chừng 3 chữ hay 5 chữ trong kinh này, hoặc nghe một bài kệ hay một câu, thời những người đó thường hưởng sự an vui lạ thường. Ở hiện tại trong 100.000 muôn đời về vị lai, thường thác sanh vào nhà tôn quý. Danh hiệu của kinh, khi nghe Đức Phật Như Lai khen ngợi ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, thời ngài Phổ Quản Bồ Tát chắp tay quỳ gối bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế rồi. Song vì để lợi ích cho các chúng sanh trong đời hiện tại cùng đời sau này, nên con mới bạch hỏi cùng Đức Như Lai: Vâng, con xin cung kính tuân nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và để cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bảo ngài Phổ Quản Bồ Tát: Một là Địa Tạng Bổ Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổ Hành Kinh. Đây là tên thứ hai, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thể Lực Kinh. Đây là tên thứ ba. Do vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn, làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ông thời phải nên lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, ngài Phổ Quản Bồ Tát kinh chịu, chắp tay lễ Phật mà lui ra. Khuyên tu thánh đạo. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, sanh tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành, phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu, còn hoặc
Khi gặp duyên sự bão ác chặn lành lại lần lần thêm lớn, những người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần, càng khốn đốn thêm lần, chân đạp lún lút sâu. Những người đó hoặc gặp hàng thiện tri thức đội dùm đá bớt cho, hoặc là đội dùm hết cả. Vì hàng thiện tri thức đó có sức rất khỏe mạnh, lại dìu đỡ người ấy, khuyên gắng mạnh chân lên. Nếu khi ra khỏi bùn lầy đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thời cần nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh quen theo thói ác, bắt đầu từ mãi muốn, rồi lần đến nhiều vô lượng. Đến khi những chúng sanh quen theo thói ác ấy sắp sửa mạng chung, thời cha mẹ cùng hàng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoặc treo phan lọng và hấp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc đối trước hình tượng của, hoặc niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát, làm cho một danh một hiệu đối một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung, hoặc ở nơi bổn thức nghe biết, cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo, suy tính đến quả báo, thời đáng lẽ người đó phải bị đọa vào ác đạo, song vì hàng thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo, nên các nghiệp ác thải đều tiêu sạch. Như sau khi người đã chết, có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể giúp người đó tu nhân duyên sanh lên cõi trời cõi người, hưởng nhiều sự rất vui sướng, mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Vì lẽ trên đó nên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn, Đức Phật Thế Tôn về trời đồng tám bộ chúng người cùng với phi nhân vân vân, mà có lời khuyên bảo những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, ngài Lăng Chung, kẻ thân thuộc chớ có giết hại, và cũng đừng gây tạo những nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tế lễ quỷ thần cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ đó không có một mãi muốn chi lợi ích cho người đó cả, chỉ có kết thêm tội duyên cho người đó, càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi chứng đặng phần thánh quả, sẽ sanh vào cõi trời cõi người, nhưng bị vì lúc lâm chung hàng thân quyến gây tạo những nghiệp nhân chẳng lành, làm cho người lâm chung đó phải đối biện chậm sanh vào chốn lành. Huống gì là người khi chết lúc sanh tiền chưa làm được chút phước lành, thời cứ theo ác nghiệp đã gây tạo mà phải bị sa đọa vào ác đạo. Huống gì hàng thân thuộc lại làm cho người tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Ví như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã 3 ngày, lại mang vác nặng hơn 100 cân. Gặp kẻ lân cận lại gửi một ít đồ vật lên, làm cho người xứ xa đó càng khốn khổ nặng nề thêm. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, ở nơi trong giáo pháp của Phật, nếu có thể làm việc phước lành chừng bằng sợi giọt nước, một cát, mảy bụi nhỏ, thời tất cả chúng sanh đều tự mình được lợi ích cả. Trưởng giả bạch hỏi, khi ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời như thế xong,
Trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả một vô sanh hiện thân trưởng giả để độ khắp chúng sanh trong mười phương. Ông chắp tay cung kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diên Phù Đề có chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc, hoặc kẻ lớn người nhỏ vì hàng quyến thuộc đó mà tu tạo các công đức cho đến thiết trai cúng dường, làm các việc phước lành, thời người chết đó có đặng lợi ích cùng đặng giải thoát chăng? Kẻ còn người mất đều được lợi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sanh trong thuở hiện tại này cùng thuở vị lai sau nương nương sức oai thần của Đức Phật mà nói lược việc đó. Thầy trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại và vị lai lúc sắp mạng chung mà đặng nghe danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, danh hiệu của một Bích Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không tội đều đặng giải thoát cả. Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà chỉ gây lấy những tội ác sau khi người ấy mạng chung, các hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người chết đó mà tu tạo phước lợi, làm tất cả các việc về thánh đạo, thời trong 10 phần công đức người chết nhờ tặng 1 phần, còn 6 phần công đức thuộc về người còn sống hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cớ trên đây nên những thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại cùng vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng tu hành, nhờ đó mà hưởng trọn phần công đức con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến. Thần hồn vơ vẩn không rõ là tội hay phước. Trong khoảng 49 ngày như ngay như điếc hoặc ở tại các ti sở để biện đối về nghiệp quả, biện đối về nghiệp quả khi xong thời cứ theo nghiệp mà thọ sanh. Còn khi chưa biết chắc ra làm sao đó, thời đã nghìn muôn sầu khổ, huống nữa là đọa vào các ác đạo. Thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh trong khoảng 49 ngày luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục tu tạo công đức để cứu vớt cho qua khỏi 49 ngày thời cứ theo nghiệp mà thọ báo. Người chết đó nếu là kẻ có tội, thời trong 100.000 năm không không lúc nào thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm 5 tội vô gián, thời phải đọa vào địa ngục chịu mãi những sự đau khổ trong 1.000 kiếp muôn kiếp lại vậy nữa. Này ông trưởng giả, sau khi những chúng sanh gây tạo tội nghiệp như thế mạng chung hàng quyến thuộc, nếu có thiết trai để làm những việc công đức cho người chết đó, thời trong lúc sắm sửa chưa rồi cùng trong lúc đang làm, chớ có đem nước gạo lá rau vân vân đổ vãi ra nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật cùng tăng, thời chẳng đặng ăn trước. Nếu như ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết đó trọn không được mãi phước nào cả. Nếu có thể giữ gìn tinh sạch rồi dâng cúng cho Phật cùng tăng, thời người chết đó sẽ được hưởng phần công đức. Vì thế nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phù sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết
nếu có thể làm chay cúng dường, rồi chí tâm cầu khẩn. Thời những người như thế, kẻ còn người mất đều đặng lợi ích cả. Lúc ngài Địa Tạng nói lời này tại cung trời Đao Lợi, có số nghìn muôn ức Na Do Tha chúng sanh đều phát tâm vô lượng. Ông trưởng xã đại biện làm lễ mà lui ra. Diêm La Vương cùng Quỷ Vương Vân Tập, phẩm thứ 8. Vua Diêm La bạch Phật: Lúc đó các vua Diêm La khen ngợi. Phẩm thứ 8: Diêm La Vương cùng vị Quỷ Vương Vân Tập. Lúc đó trong núi Thiết Vi có các vị quỷ vương cùng với vua Diêm La đồng lên đến cung trời Đao Lợi. Đến chỗ của Đức Phật, các vị quỷ vương đó tên là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Tránh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Ỷ Quang Quỷ Vương, Lan Nha Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hao Quỷ Vương, Chủ Họa Quỷ Vương, Chủ Phước Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Súc Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Tật Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Đại Kỳ Lợi Xoa Vương, A Na Tra Vương, Đại A Na Tra Vương, các vị quỷ vương như thế, vân vân. Mỗi vị quỷ vương đều có trăm nghìn ức quỷ vương. Cả thảy đều ở ở trong cõi Diêm Phù Đề, đều có chức trách, đều có phần chủ trị. Các vị quỷ vương đó cùng với vua Diêm La nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đồng lên đến cung trời Đao Lợi, đứng qua một phía. Vua Diêm La bạch Phật: bấy giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay con cùng các vị quỷ vương nương oai thần của Đức Phật và oai lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời Đao Lợi này, mà cũng là vì chúng con đặng phước lành vậy. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ, bạch hỏi Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà dạy cho. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: cho phép các ông hỏi, nay ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bấy giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngó ngoái lại ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xem xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sáu đường dùng trăm nghìn phương trước để cứu độ chúng sanh mắc và tội khổ, ngài không từ mệt nhọc. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghĩ bàn, nhưng sao hàng chúng sanh vừa đặng thoát khỏi tội khổ không bao lâu lại bị đọa vào ác đạo nữa. Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng nương vào ngài để được giải thoát mãi mãi? Bạch Đức Thế Tôn, xin dạy rõ việc đó cho chúng con. Phật giảng sở nhân. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng:
chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình cứng cỏi, khó dạy, khó sửa. Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó, làm cho sớm được giải thoát những người bị tội báo cho đến đọa vào đường ác lớn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức oai thần nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, làm cho những chúng sanh đó nhớ biết những việc đời trước. Tại vì những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kết nghiệp dữ, phạm tội nặng, nên vừa ra khỏi ác đạo rồi lại trở vào lại, làm cho Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó. Ví như có người quên mất nhà mình, đi lạc vào con đường hiểm. Trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ dạ xoa, cùng hùm sói, sư tử, rắn độc, bò cạp. Người quên đường đó, trong đường hiểm đó, giây lát nữa sẽ bị hại. Có một vị tri thức biết nhiều pháp thuật lạ, trừ những sự độc hại đó, cho đến trừ những quỷ dạ xoa, các loài ác độc vân vân. Chợt gặp người quên lạc đường kia, đang muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn. Liền bảo rằng: này người kia, nay có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nạn này? Ông có phép thuật lạ gì có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng? Người lạc đường đó bỗng nghe lời trên mới rõ là đường hiểm nạn, bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm đó. Vị thiện trữ trí thức ấy nắm tay dắt người lạc đường đó ra khỏi đường hiểm nạn, thoát khỏi các sự độc hại, làm cho được an ổn, rồi bảo rằng: này người lạc đường kia, chớ có, từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nạn đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm đó ắt khó ra khỏi nặng, lại còn phải bị tổn tánh mạng. Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm trọng lúc từ biệt nhau. Ngài lại dặn thêm: nếu ông có gặp những kẻ quen người thân cùng những người đi đường, hoặc trai hay gái, nên bảo họ rằng đường đó có rất nhiều sự độc hại, vào đó ắt phải tổn tánh mạng, chứ để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Vì thế nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn, cứu vớt chúng sanh mắc phải tội khổ, giúp cho chúng nó sanh lên cõi trời, cõi người, hưởng sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sanh tội khổ đó rõ biết sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi, nay đã được ra khỏi, chẳng còn trở vào nữa. Như người quên lạc đường kia gặp người thiện tri thức dẫn dắt cho ra khỏi, không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp những người khác lại bảo chớ vào đường ấy, nói rằng mình là người quên lạc đường nên đi vào đường đó, nay được thoát khỏi rồi, trọn hẳn không còn trở vào đường đó nữa. Nếu còn đi vào đường ấy nữa, thời là còn mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng xa lạc rồi, hoặc đến nỗi phải mất mạng. Như chúng sanh bị đọa vào chốn ác đạo, Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện cứu vớt cho được thoát khỏi, sanh vào cõi trời, cõi người, rồi cũng vẫn trở vào ác đạo. Nếu chúng sanh đó có nghiệp ác quá nặng, thời ở mãi chốn địa ngục không lúc nào thoát khỏi. Quỷ vương bày thì nguyện: bây giờ ác độc quỷ vương chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng ở trong cõi Diêm Phù Đề, hoặc có vị làm lợi ích cho người, hoặc có vị làm tổn hại cho người, mỗi mỗi đều không đồng nhau. Nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi qua thế giới ác nhiều lành ít, đi qua sân nhà người, hoặc hành ấp, xóm làng, trại vườn, bù nhà,
Trong đó như có người trai kẻ gái nào tu được chút phước lành chừng bằng mãi lông sợi tóc, cho đến treo một lá vang, một bảo cái, chút hương, chút hoa, cúng dường tượng Phật, tượng Bồ Tát, hoặc tập tụng tôn kinh, đốt hương, cúng dường một bài kệ, một câu kinh. Hàng quỷ vương chúng con đảnh lễ, kính lễ người đó như kính lễ các đức Phật thuở quá khứ, đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng con bảo các hàng tiểu quỷ có oai lực lớn và các vị thần có sự chức trách trong cuộc đất đai đó phải bảo vệ giữ gìn, chớ có để cho những bệnh tật hiểm nghèo thình lình đến những việc không vừa ý đến đến các nhà đó, huống nữa là để vào cửa. Đức Phật quay khen quỷ vương rằng: hay thay, hay thay, các ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ những chúng sanh như thế, ta cũng truyền cho các vị trời Phạm Vương, đế thích hộ vệ các ông. Chủ mạng trình thưa. Khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị quỷ vương tên là Chủ mạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của con là cai quản về tuổi thọ của con người, khi sanh khi tử con đều hay biết đó. Nếu cứ theo bổn nguyện của con thời rất có lợi ích cho mọi người, nhưng tại vì cớ sao chúng sanh không hiểu ý của con nên đánh đổi khi sanh khi tử đều không được an ổn, tại làm sao thế? Khi sinh nở nên làm lành kiêng ác. Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sinh, không luận là con trai hay con gái hay sắp sinh ra, chỉ nên làm việc phước lành trong nhà cửa thời thổ địa vui mừng khôn xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con, làm cho nhiều được được nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được nhiều sự lợi ích. Khi sanh rồi phải nên cẩn thận, chớ có giết hại loài sanh vật để lấy những thứ tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu ăn. Cùng nhóm họp cả hàng quyến thuộc lại để uống rượu, ăn thịt, ca sang, đàn sáo, làm những việc như trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con bệnh nặng hơn. Vì sao thế? Vì lúc sanh sản đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mị muốn ăn huyết tanh. Nhờ có con sớm đã sai các vị thần linh thổ địa bảo vệ mẹ con ấy, khiến cho đều đặn an vui, được nhiều lợi ích. Người ấy thấy mình được an ổn, thời phải nên làm phước lành để đền đáp công ơn của thổ địa. Mà ngược lại, giết hại loài sanh vật, hội họp thân quyến, vì lẽ này đã phạm tội lỗi, tức phải thọ lấy tai vạ, mẹ con đều khổ. Lúc chết nên tu phước, lại người trong cõi Diêm Phù Đề. Đến lúc mạng chung, không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa vào chốn ác đạo. Huống là người lúc sanh tiền biết tu tạo phước lành, biết sức thêm oai lực cho con. Trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần hóa làm cha mẹ, dẫn đến hóa làm người thân quyến, dẫn dắt thần hồn người chết làm cho đọa lạc về chốn ác đạo. Huống gì là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi Diêm Phù Đề lúc lâm chung
thời thần thức hôn mê, không biện được lẽ lành điều dữ, cho đến mắt cùng tai không còn thấy nghe gì hết. Hàng thân quyến của người lâm chung đó phải nên sắm sửa, làm sự cúng dường lớn, tụng đọc tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, tu tạo nhân duyên phước lành như thế, thời có thể giúp người chết thoát khỏi chốn ác đạo, các nghiệp, các hàng ác quỷ ác thần thải đều lui tan cả hết. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh lúc lâm chung nếu đặng nghe danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, hoặc nghe một bài kệ, một câu kinh điển đại thừa, con xem xét thấy hạng người ấy trừ năm tội vô gián, những nghiệp ác nho nhỏ đáng phải sa đọa vào ác đạo đều đặng thoát khỏi cả. Đức Phật căn dặn, Đức Phật bảo chủ mạng Quỷ Vương rằng: ông vì có lòng đại từ nên phát ra lời nguyện lớn ở trong sanh tử, cứu độ chúng sanh như thế. Chứ trong đời sau này có kẻ nam người nữ nào đến lúc mạng chung, ông chớ có quên lãng lời nguyện trên đó, đều nên làm cho được giải thoát, đều đặng an vui. Chủ mạng Quỷ Vương bạch Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, lúc sanh lúc tử đều làm cho đặng an vui cả. Chỉ mong chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử làm theo lời của con đã nói ở trên, thời đều giải thoát, đặng lợi ích lớn. Đức Phật thọ ký cho chủ mạng. Bấy giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: vì đại Quỷ Vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây đã trải qua trăm nghìn đời làm vị Quỷ Vương ủng hộ chúng sanh cùng trong lúc sanh cùng khi tử, đó là bậc Bồ Tát đại sĩ, vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại quỷ, chứ thật thời không phải quỷ. Trong 700 kiếp sau, ông đó sẽ thành Phật hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc, cõi đó tên là Tịnh Trụ. Họ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của vị đại quỷ vương đó không thể nghĩ bàn như thế. Hàng trời cùng người được vị quỷ vương đó độ thoát đến số không thể hạn lượng. Danh hiệu của chư Phật. Phẩm thứ 9. A xưng danh hiệu chư Phật. Phẩm thứ 9. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mà nói những sự lợi ích làm cho trong vòng sanh tử đặng lợi ích lớn, cuối xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà diễn nói những sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính là phải lúc, ông nên nói ngay đi, để sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta giàu có vào niết bàn cũng không phải lo ngại gì đến những chúng sanh ở hiện tại và vị lai. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, thời sẽ đặng siêu vượt tội sanh tử trong 40 kiếp. Huống gì là nghe danh tự, họa vẽ hình tượng, cúng dường bán tháng, người này sẽ đặng vô lượng công đức phước lợi, lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá
cứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tối Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây trong khoảng thải móng tay thời sẽ đặng ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác không còn thối chuyển, lại về cổ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoáng qua lỗ tai, người này sẽ được 1.000 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục, uống nữa là chí tâm sinh niệm, lại bất khả thuyết vô số kiếp về thuở quá khứ. Có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y, chừng trong khoảng một niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các đức Phật xoa đảnh thọ ký cho, lại về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đây chí tâm chiêm ngưỡng, lễ bái chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại bán tháng. Người nam người nữ đó trong pháp hội của 1.000 đức Phật trong hiền kiếp làm vị đại phạm vương, đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho, lại về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của đức Phật đây thời mãi không còn sa đọa và chốn ác đạo, thường sanh ở chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu, lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ta Bửu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi đọa và ác đạo, thường ở trại cung trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu, lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây sinh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A La Hán, lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp, lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời thời sẽ đặng gặp hằng hà sa chư Phật nói nhiều pháp màu cho, sẽ thành đạo Bồ Đề, lại về thuở quá khứ có Đức Tịnh Nguyệt Phật Đức Sơn Vương Phật Đức Trí Thắng Phật Đức Tịnh Danh Vương Phật Đức Trí Thành Tựu Phật Đức Vô Thượng Phật Đức Diệu Thinh Phật, Đức Ngoại Mãn Nguyện Phật, Đức Nguyện Diện Phật, có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế. Tất cả chúng sanh trong đời hiện tại cùng thọ vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ. Chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức. Huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó, lúc sanh, lúc tử, đặng nhiều phước lợi, không còn phải đọa và ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung hàng thân quyến trong nhà nhẫn đến một người vì người người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức Phật thời người chết đó trừ 5 tội lớn vô gián, các nghiệp ác thảy đều tiêu sạch cả. 5 tội lớn vô gián kia đều rất nặng nề, đáng lẽ phải chịu phải trải qua ức kiếp đặng không ra khỏi quả khổ, nhưng lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà niệm danh hiệu của Đức Phật, cho nên những tội nặng đó lại lần lần thêm lớn. Huống nữa là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu chư Phật,
người này đặng vô lượng phước lành, trừ diện vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyển Trung Hết. Bổn hạnh Địa Tạng, bổn thệ Địa Tạng, bổn hạnh Địa Tạng, thệ nguyện rộng sâu, gậy vàng châu sáng độ chúng sanh. Địa ngục khổ không ngần, tinh tấn kiền thành khỏi mắc khổ trầm luân. Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni Sô ha ha.